Thôi thôi ông đừng quay nữa, chiến trường nó ngổn ngang. Nói chung là ngày Tết ngày nhất ấy, làm cỗ đã khó rồi, vất vả rồi, nhưng mà ăn uống thì nó sướng mồm ấy. Đấy, nhưng mà bây giờ bãi chiến trường như này dọn dẹp thế nào đây này? Ông ơi, dọn như nào bây giờ? Thế bây giờ thì theo tôi là cứ đĩa nhiều rồi mình lên dọn trước đi. Mình nên dọn đĩa trước không ạ? Ông mà thu đi thế nào? Thôi, dọn đũa cho nó nhanh. Một ông bát ông đũa à? Ý thế nào con kia? Ý của con là thì mình cứ túc tắc dọn đến tối là xong rồi ạ. Chuẩn đấy. Chuẩn cái gì? Chuẩn cái gì mà chuẩn? Con cảm thấy mệt lắm. Cháu ăn xong cái buồn ngủ cực. Cháu ăn xong thế bây giờ mà ai cũng lười dọn với cả túc tắc đến tối thì làm nào? Rồi thực ra ấy, ngày Tết quây quần bên nhau là vui vẻ và sự vất vả phải chia sẻ chung với tất cả mọi người. Tôi nghĩ rằng mỗi người một tay một chân là chuẩn nhất, đúng không? Rồi đây, một tay chân đây, rồi dọn dẹp cho tôi đi. Được rồi. Dọn chưa? Dọn chưa? Thôi ông xin tay, ông đừng. Người ta rửa bát, ông đừng có ấy, ông đừng có rửa tay. Bây giờ anh Huy vào đây thì bây giờ tôi cái anh Huy làm tôi đi giả. Thôi người một tay một chân. Cho nên là san sẻ công việc là nó rất cần phải nhịp nhàng. Chỉ một lát nữa thôi mọi người sẽ thấy chỗ này nó sẽ ngon lành cành đào. Và đấy, ngày Tết mỗi người một tay một chân thì sẽ cùng vui vẻ và đỡ vất vả cho đặc biệt là phụ nữ. Oh yeah, chúc mừng năm mới. Ôi trời ơi, 2, 3, chúc mừng năm mới. Yeah.